Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca Tỳ Là Vê gió reo vui trời hương sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính. Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca Tỳ Là Vê gió reo vui trời hương sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng. Bây giờ thầy thông báo bà con giờ mở thầy xuống heo rồi tắt bắt đầu chúng ta làm lại ha. Rồi bây giờ làm nè. Ok rồi. Bắt đầu vô trước kinh nha. Lên mình mời thầy xuống nha. À đây. Good morning, ladies and gentlemen, and all my friends. We welcome you to Ajita Buddhist Temple
grand opening celebration. Thank you very much. Để bắt đầu buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần quan khách đến tham dự hôm nay. Let's begin the celebration today. We would like to introduce to you our VIP and guests attend our celebration today. Ông Chánh chủ trì chùa Thường Quang, xin quý vị cho anh tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đại tá Vô Mai Sơn Việt Nam Veteran. Please welcome Colonel Vô Mai Sơn Việt Nam Veteran. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Gia Hòa Ryan, Chủ tịch Hội Friendship Foundation. Xin quý vị cho anh tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Thiện Toàn, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Đi Lên Chùa Liên Quang. Xin quý vị cho anh tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đức Hứa từ Columbus, Ohio. Ông Đức Hứa cũng là cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị cho anh tràng pháo tay ông Đức Hứa, Việt Nam Veteran Tu. Chúng tôi hiện diện ở đây, chúng tôi có... Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông phóng sự Khả Dương bỏ thời giờ quý báu đến đây giúp chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông Khả Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Đồng Chánh, trụ trì chùa Thường Quang, Columbus, Ohio. Kính thưa quý quan khách cùng quý thân hữu, nhân dịp Tết Giáp Ngọ, chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức Niệm Phật Đường A Di Đà rất hân hoan kính chào quý quan khách đến tham dự lễ an vị Phật hôm nay. Đồng thời, chúng tôi xin thành tâm kính chúc Hòa thượng, quý quan khách cùng quý thân hữu hưởng một năm mới đầy tốt đẹp và như ý. Mặc dù biết cõi đời này đầy đau khổ, lo âu nhiều việc để chúng ta mưu sinh hàng ngày, lại thấy có một đời sống tạm ổn định, có xe hơi để đi đứng, có nhà để ở, cơm gạo thức uống đầy đủ mà không bị đói khát, không phải cầm súng ngắn súng dài ra trận chiến đấu. Đó là chứng minh kiếp trước chúng ta có bố thí, có làm phước điền, có cúng chùa, có giúp đỡ người bị khát cơ thất thế. Thế nên chúng ta phải cố gắng làm thêm nhiều việc thiện nữa như bố thí. Có nhiều bố thí nhiều, có ít tiền thì bố thí ít tiền cũng tốt thôi. Tương lai chúng tôi rất hân hoan được tiếp đón quý bạn đạo hữu duyên đến đây để lễ Phật và tu hành, làm việc thiện hữu ích cho xã hội Việt Mỹ tại đây. Đồng thời, đây cũng là ngôi nhà từ đường của đại gia đình của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng đã hoan hỷ về đây để chứng minh và làm chủ lễ hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông chánh án Raymond Bianca, ông đại tá Vô Mai Sinner đã cố gắng và nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong công tác xây dựng niệm Phật đường này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cháu Danh Nguyễn đã phát tâm Bồ Đề, cống hiến ngôi nhà này để làm ngôi đạo tràng, để cho những ai hữu duyên đến đây tu hành. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho gia đình cháu Danh, một tràng pháo tay lớn. Đồng thời, chúng tôi xin tri ân quý anh chị cùng quý con cháu, quý thân hữu của chúng tôi đã hoan hỷ bỏ ra tài chánh cũng như công sức để xây dựng ngôi niệm Phật đường này được thanh tịnh, trang nghiêm, huyền diệu ở xứ tiết lạnh giá này. Cổ đức có dạy,
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Mã đáo thành công trong đời và đạo. Trong buổi lễ hôm nay, nếu có điều chi sơ sức, kính xin quý vị tha thứ cho chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc Hòa Thượng, quý quan khách, quý thân hộ, quý đạo hộ trong năm Giáp Ngọ được an khang, thịnh vượng, sở cầu như ý. Trân trọng kính chào, đoàn kết và biết ơn. Good morning, ladies and gentlemen, and all my friends. Celebration today. We want to take this opportunity to thank you, Venerable Thích Đồng Chánh, resident of Thượng Quang Temple, Columbus, Ohio, came here for invocation blessing this small Buddhist temple. We want to thank you very much to Mr. Raymond B. Anka, Judge of Housing of City of Leland, and Colonel Yo Meissner, Vietnam veteran, for their outstanding advisor support us to build this wonderful Buddhist temple for all our friends get together for meditation or special event in our community. To thank you to my nephew Yan Nguyen, held a big heart for and all my good friends did donation their money and labor to build this wonderful temple for us to pray and meditation of the Buddha ways. Again, thank you very much for your time and attend this special celebration today. We wish you happy, healthy, and successful 2014 Year of the Horse. Thank you very much. An chị em, hôm nay là ngày vui vẻ. Today is a very happy day. Tại sao vui vẻ? Bởi vì chúng ta có ông Lý Huyền và Venerable và all of you. You have come here today to start this new temple, this new Buddhist temple here in Cleveland. In Cleveland, we now have three places, special places, Dr. Biak, special places for Buddha. And this is one of them. Every year, you know, we go, and this year they were very sad, Buôn Lam. Tại sao Buôn Lam? Because the monk, 93 years old, 93, Chin Mui Ba Toi, 93 years old, had just died. And the young lady showed me where he sat in his chair waiting for death. He would not go to bed, he would not recline, he would just sit there and wait. And he talked to them, he talked to the people and to the young children. And here's what he told them. He said, always follow the Buddha and always help each other. And those young people remembered his words and they told them to us. And now I tell them to you. So 12,000 miles away, the Lamsam Pagoda, and now we have the new pagoda, the new temple, Aida, here in Cleveland. Kama Nia Lam, thank you very much. Congratulations. And of course, Chúc Mừng Năm Mới, Nam Kua Kong Nua, the Year of the Horse. Chúc Mừng Năm Mới. Thank you. Thank you. Chứ đừng có nên chia rẽ. Cho nên tôi muốn nhìn thấy là như vậy. Hôm nay chú lại làm thêm được cái chùa là tôi hy vọng chú lại làm việc cho cộng đồng với Việt Nam mình là hơn 30 năm nay rồi.
tôi hy vọng chú Lễ bây giờ có một cái chùa này rồi chú Lễ có thể làm chung việc với hai cái chùa kia luôn. Để như vậy đó là lời mong ước của tôi. Tôi hy vọng là tất cả chúng ta đều phải đến. Tôi thấy những các bạn là có đi chùa kia, có đi chùa Bà rồi tôi cũng có nhìn thấy. Tôi không có đi thường nhưng mà tôi biết. Nên là tôi muốn thấy là mình đến đây để mình đoàn kết, để mình yên tĩnh. Đó, hy vọng là hôm nay là ngày bắt đầu của những cái chuyện đó. Cảm ơn chú Lễ. Chúc mừng. Tôi là hay cảm động lắm nói về cái chuyện mừng biết được con Quỳnh. Kính chào quý vị, tôi xin đại diện cho hôm nay cho Hồi giáo Việt Nam tại Cleveland, chùa Dương Quang. Xin cũng có vài lời cảm tưởng khi hay tin anh Lễ đã được thành lập xong niệm Phật đường ở Di Đà Phật tại Cleveland này. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau kể từ năm 1980 khi cái đoàn người Việt Nam tị nạn đã định cư đến nước Mỹ này. Thì mãi tới bây giờ thì theo tôi biết là anh Lễ rất hy sinh và tận tụy làm việc với cộng đồng Việt Nam tại Cleveland chúng ta. Chẳng những như vậy mà còn đối với tất cả các cái thành phần khác ở trong khu phố, chẳng hạn như trong vùng có những người qua người Việt hay là tất cả những người ở châu khác, Lễ luôn luôn sốt sắng và giúp đỡ họ. Thì với cái tâm trạng nô lý it's my friend and not only working together but you know my close friend in any case, in any time when he has something problem or something he call me and we stand up together and fighting for the benefit of our people, the Vietnamese, not only the Vietnamese the refugee in Cleveland but also the community and the Asian people in Cleveland. So he mostly sacrificed his life too much for the well-being of people in Cleveland. Right now, he's already retired, but he's working towards his next life, I believe. So this is very good for him to have a small hut for Buddhas, you know, worshiping Buddhists. But this is very good for us to congratulate to him, and we hope that all the Vietnamese Buddhist fellows come to either not this temple, another temple, another temple. It's very good news for us. Thank you very much. Yeah, today. Cho chúng con đạo từ đầu năm, đồng thời cử hành lễ chính thức an vị Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay, Hòa Thượng Thích Đồng Chánh. At this time, we would like to you to you, Venerable Thích Đồng Chánh, for remarks, for this event and for the service pray to the Buddha today. Please welcome Venerable Thích Đồng Chánh. Chúng con trân trọng kính mời thầy Đồng Chánh ban cho đạo từ đầu năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đạo hữu Nguyên Hạnh, cùng tất cả các vị khách quý và đồng hương đồng bào Phật tử có mặt trong buổi lễ an vị Phật hôm nay tại niệm Phật đường A Di Đà. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi đến tất cả các vị lời thăm viếng đầu năm và chúc tất cả người Việt chúng ta ở trong cái niệm Phật đường này nói riêng, nói chung là ở Cleveland này, năm Giáp Ngọ này, cuộc sống được an lành, sức khỏe tốt và mọi sự được như ý muốn. Hôm nay các vị không nể đường xá xa xôi thì giờ quý báu công việc đa đoan, đất là mời của đạo hữu Nguyên Hạnh, trưởng ban coi như là trong cô niệm Phật đường đây để mà về dự lễ ông niệm Phật, tuy rằng không đông nhưng mà cũng ấm cúng, cũng có sự trang nghiêm. Công đức này xin hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả những người con Phật chúng ta luôn luôn sở cầu như ý và hướng về tâm linh của đạo hữu Lễ, nhất là cháu Danh
bữa nay không có mặt đây. Đây, đây, đây vợ chồng mới tới đâu đứng lên đây, đây đây là ông chủ chùa đó nha quý vị. Đây là ông chủ ông bà chủ chùa đó nha. Tôi và ông Từ thôi à. Hay gì đâu. Lẽ ra là bữa nay là có mặt từ đầu tới lui tới trễ đó. Không không gì. Không ăn đậu chẳng phải là người Mỹ mà không đi trễ chẳng phải là người Việt Nam. 11 giờ bây giờ 12 giờ ha. Ông nó lo nóng nướng đó thầy ơi. Nó nóng nướng thức ăn rồi đó chứ. Chú Danh cháu Danh là con của Đờ Hữu Thông. Tuy rằng trẻ nhỏ mà mới có đi đây. Nhưng mà phát tâm hiến cúng cái đạo tràng này cái từ đường cho ông bà thật là quý hóa. Xin quý vị cho anh chàng có tay, xin quý vị cho anh chàng có tay. Nhưng mà cái này này có một tư tưởng gia họ nói là lấy được đất chiếm được thành mà không được lòng dân thì thành cũng tan mà đất cũng mất. Vì thế có vị tạo ra cho nên cái thực tế nhất hôm nay chúng tôi không có dài dòng quan tử ở đây, không có nói xa nói triết nói gì hết trơn, mà chỉ duy nhất rằng mong các vị làm sao những Phật tử hiện diện ở đây trước Phật tiền đây, như hồi nãy đạo hữu hội trưởng chùa Liên Quang có nói đó, cũng như có một đạo hữu mà thầy xin lỗi là không biết quý danh mà bạn áo đỏ lên phát biểu hồi nãy, tuy rằng gọn nhưng mà rất là ý nghĩa, rất là hay. Cái tinh thần phụng sự mỗi người mỗi nước mỗi non vào trong cửa đạo như con một nhà. Chúng ta tuy rằng lớn nhỏ cũng ba cái chỗ thờ tự, chùa Liên Quang, rồi cái chùa của cô sư cô gì đó, và hôm nay là cái niệm Phật đường A Di Đà đây. Cố gắng mỗi một chủ nhật trong gia đình, nhất là trong gia đình của đạo hữu Lễ đó, trong đó có anh Thông, có tất cả cháu Danh, nói chung làm sao về đây đốt Phật một nén nhang, đốt cho ông bà một nén nhang, lại Phật ba lại, lại có hương linh hai lại hoặc bốn lại, để chúng ta thể hiện cái tinh thần mà hiếu đạo và hiếu thảo. Cái đó là thực tế nhất. Và nếu mà các đạo hữu ở đây mà nếu mà có rảnh rỗi mà nghĩ rằng trong suốt một tuần mình có vẻ có những cái việc này việc kia có vẻ được không thoáng lắm, thì quan hỷ về đây đốt một nén nhang và ngồi tĩnh tọa ở đây. Ngồi ở đây, người ta nói là công phu một phút thiền ngồi còn hơn dông rủi suốt đời vô duyên. Ta bỏ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ ta tĩnh tọa, ta nhiếp tâm, ta cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho những người cộng đồng Việt Nam tị nạn ở những cái vùng như thế này được mọi cái sự an lành và sớm có tự do dân chủ nhân quyền, hương linh thì có những cái được cái sự mà tự tại giải thoát, đại khái như vậy. Đó là cái việc làm thực tế nhất và ý nghĩa nhất chúng ta cần phải thể hiện. Còn ở ngoài thì bao nhiêu là cái vấn đề giàu cũng đã giàu rồi mà nghèo cũng đã nghèo rồi, đó là quý báu nhất đó các vị, những cái đó là quý báu nhất. Cho nên chúng tôi không có làm mất thời giờ của các vị. Hôm nay cũng còn ở trong cái những ngày xuân, còn trong những cái năm mới đó, mới có mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, chúng ta chưa cũng rằm. Vì thế mà cái không khí xuân nó vẫn còn đối với dân tộc Á Châu, nhất là dân tộc Việt Nam. Nó đến xuân và nó đến Tết, chúng ta cũng chắc quý vị cũng đi chùa, đi lễ lọc đó. Nhưng mà nói về ý nghĩa của Tết, cổ truyền của Việt Nam là chúng ta nhiều khi Tết thì đón Tết như vậy đó, nhưng mà không biết gì hết thì nó làm sao đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cái Tết là thế nào, Tết cổ truyền, cái Tết của ví dụ như cái Tết nguyên đán, là ví dụ như là cái Tết này đây, là mình biết cái Tết sao mà cái chữ Tết là mình không biết là cái gì nữa. Rồi chữ nguyên là cái gì các vị có không biết, mà chữ đoán là cái gì không biết. Vừa rồi Tết ở dưới Thường Quang chúng tôi có nói chữ Tết trong chữ Nho, chữ Tàu, Đào, Nát, Hết cũng không bao giờ có chữ Tết. Cũng như cái chữ mà cúng dường Tam Bảo, không bao giờ chữ Tàu nó có cái cúng dường hết, mà nó có chữ cung dưỡng thôi. Đó, chữ cung là cung cấp mà dưỡng là dưỡng nuôi. Tức là ví dụ cúng cho thầy một đồng bạc, thử là cúng dường.
ở ngoài đời bình dân gọi là cho, mà hay lịch sự chút gọi là biếu hay là này kia. Còn trong nhà Phật gọi là cúng dường. Cúng dường đây tức là cúng một đồng vật đó để thầy mua sách, mua kinh hay là thầy đi xe, đi đổ xăng cái gì, ví dụ vậy đó. Thì có điều nuôi dưỡng cái vị thầy đó. Cái này gọi là cúng dưỡng, chữ cúng dưỡng thành là cúng dường, chữ tết chứ là tiết. Tiết là T-I-T-I-E-T-I-S, thời tiết. Thời tiết đó là thời tiết của đầu năm. Chữ nguyên là khởi đầu, mà chữ đoán là buổi sáng. Tết nguyên đoán là nó lên cái bình minh, cái khúc nhật bình minh, cái buổi sáng của một cái năm, nghĩa là của những ngày đầu năm, ở đầu tháng của những cái năm đó. Đó, đã khá mình hiểu sơ cái vấn đề Tết nguyên đáng là vậy đó. A Di Đà Phật, chào ông anh cả, trời ơi anh. Đừng lo ha, quá sao ơi. Thầy dọn tránh nhắc anh kìa, không vô vô thầy Sáu ơi. Là vị sung, nhưng mà thầy mở giác A Di Đà Ly á là một coi như là một thi sĩ đó, thi sĩ thị đó là quyền không đó. Thì hồi nãy Nguyên Hạnh có nói cái câu mà mấy chùa cho trả đó, thì bốn câu như thế này. Sống muôn đời của tổ tâm thì thiền sư Mẫn Giác, thiền sư Mẫn Giác đã dạy là xuân thứ bách qua lạc, xuân đó bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai, mà vị xuân tàn quá lập tặng đình tiền tập giải nhất chi mai. Có đại lão hòa thượng viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý đây mà chúng tôi có nói ấy là đường Công Lý mà bây giờ đó là năm kỳ khởi nghĩa đó, là năm kỳ khởi nghĩa thành Công Lý, đồng khởi lên rồi mất tự do. Thế thì có đại lão hòa thượng Thanh Kiểm có dịch thoát qua nhiều dịch giả, nhưng mà riêng có một hòa thượng dịch có thể là rất là êm tai mà rất là dễ hiểu. Trăm hoa khô héo xuân tàn, xuân về hoa nở muôn vàng đó đây, việc trôi trước mắt nào hay, trên đầu bỗng thấy tóc này bạc phơ, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sang trước một nhành mai. Thưa quý Phật tử, đời này nó đến nó đi, nó hợp nó tan, nhất là những vị Phật quý hôm nay, những người có mặt mà về đây để dự của các vị đối với tâm bảo như thế này, mà công đức của các vị, cái công việc của các vị lo Phật sự như thế này, mà mười phương chư Phật, Đức Đại Bồ Tát, Ngài Hàng Quang Thế Âm sẽ gia hộ cho bản thân và gia đình các Phật tử ở đây, các vị ở đây coi như là thân tâm an lạc, mọi vị bình an, quý vị sẽ được tăng phước, tăng huệ, tăng thọ, tâm bồ đề được luôn luôn tăng trưởng. Thì chúc cho tất cả quý Phật tử trong 12 tháng tới, từ tháng Giêng cho đến tháng 12 âm lịch, quý vị có sức khỏe tốt, các vị mọi việc đều là hạnh thông, công an mừng làm tốt. Nói chung là các vị làm sao mà tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê thiên. Và thành thật cảm ơn đại hữu lễ và tất cả quý vị. Thành kính gửi theo đám mây hương thoảng phát khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ do hộ, tâm bồ đề kiên có cho biện khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, chư Phật tử cặp cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại thành phố Cleveland, cặp các vùng phụ cận, Phật tử Columbus, Ohio văn tập về niệm Phật đường A Di Đà, cử hành lễ an vị Phật nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng, thùy từ gia hộ hiện tiền
chư Phật tử người Việt Nam chúng con tại thành phố này được thân tâm an lạc mãn dĩ bình an. Cánh nguyện chuyên về cầu sư chư liên cửu quyền thất tố họ Nguyễn thừa tư Phật lực thính pháp văn kinh tốc trải mê đồ tạo đăng giác ngàn cặp lễ ăn vị tôn tượng Đức Thế Tôn Đức Đại Bồ Tát Mà Hiền Quang Thế Âm nguyện thì từ gia hộ hiện tiền chư Phật tử chúng con thân su khương thái mọn vị bình an tứ thời vô tiêm tiểu chi tay bát tiết hữu và trùng lại chi khánh. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi thương chúng sinh đầy hỷ đại xã, cứu muôn loài tướng tốc chiếu sáng tự trang nghiêm thành tình đài lại chúng Bồ Tát. Kinh Nhật Tụng này có vị giả trang 29 là trang 29. Ở trang vừa tôi mở. Trang 29. Đoàn cõi tham ngạc, ngạc muôn ngàn cõi xa lòng con kinh ngưỡng thiết thà. Trách thầm có người hiến giữ, đừng hỏi sao người đến rồi đi, tìm về với chính mình chưa đủ, có giờ đâu trách bạn vội quên. Đừng xét người cũng đừng hờn dỗi, đừng hỏi sao phiền não sự sinh, tìm về với chính mình hơi thở, vững niềm tin sống thực an bình. Quay về tìm lại chính ta, quay về chuyển hóa tự tâm. Khi tâm an lạc, cuộc đời hạnh phúc, vững chãi thành thơi, dâng hiến cho đời.
Đừng trách thầm có người hiến giữ, đừng hỏi sao người đến rồi đi, tìm về với chính mình chưa đủ, có giờ đâu trách bạn vội quên. Đừng xét người cũng đừng hờn dỗi, đừng hỏi sao phiền não sự sinh, tìm về với chính mình hơi thở, vững niềm tin sống thực an bình. Quay về tìm lại chính ta, quay về chuyển hóa tự tâm. Khi tâm an lạc, cuộc đời hạnh phúc, vững chãi thành thơi, dâng hiến cho đời.